cần có vị thế riêng của mình. Điện ảnh từ lâu nó không còn là cuộc chơi của em. Khi mà viết kịch bản Scandal phần 2 chung với lại đồng tác giả Đức Nguyễn ấy, thì Victor cũng chưa hình dung được là ai sẽ đóng vai Bella, nên quyết định là phải cast thôi. Thật sự đây là một vai diễn mà Nhung phải nói là cực kỳ thích. Và Nhung nghĩ rằng nếu như mà lúc mà casting ấy mà mình không được nhận thì Nhung nghĩ rằng chắc là phải mất đến một tuần hoặc 10 ngày Nhung có cảm giác buồn đấy. Sau 2-3 vòng cast ấy, thì lúc đó Victor mới thấy rằng là vai này, kịch bản này đã viết cho Trang Nhung. Trang Nhung vào cái vai này rất là, một cách rất là tự nhiên, rất là nhẹ nhàng. Tôi gọi và nhắn tin từ sáng đến giờ, sao anh vẫn chưa gỡ bài xuống? 8X đời đầu được lên báo là mừng thấy mẹ rồi mà cũng phải đặt. Sao? Mình nói rõ thằng chưa? 8X 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 X. Mỗi một cái kịch bản là một cái nội dung hoàn toàn mới với những nhân vật hoàn toàn mới luôn. Thành thử ra cái quan trọng đối với tôi không phải là diễn viên cũ hay là những gương mặt mới. Cái quan trọng ở đây là diễn viên đó hợp vai và sẽ mang đến cái gì tốt nhất có thể cho nhân vật của mình. Đó cũng là lý do tại sao Victor luôn luôn phải cast cho phim của mình. Trong bộ phim Hào Quang Trở Lại thì Trinh Quốc đóng vai Việt. Việt là chồng của Bella, là Trang Dung đóng. Thì cái vai Việt này khi mà đọc kịch bản từ đầu tới cuối, Lưu Quốc nhận thấy mặc dù đây không phải là vai chính, nhưng cái nhân vật này nó có những cái khởi đầu và tạo được cái nút thắt để cho khán giả hiểu là câu chuyện giữa Bella và Việt nó còn nhiều cái bí ẩn nữa. Khi mà Nhung xem sơ kịch bản để mà đến casting cho vai diễn này, tự nhiên Nhung có một cái linh cảm là vai diễn này phải là của mình. Không biết có quá là tự tin hay không, nhưng mà thật sự Nhung có linh cảm đấy thôi. Và tự nhiên khi đọc kịch bản vai diễn này, Nhung thấy tại sao lại cũng có một cái gì đó rất là giống mình. Và còn khó hơn nữa là Nhung phải hóa thân thành không phải hai nhân vật không đâu, mà thành nhiều khi thành 3-4 nhân vật. Nhung ở nhà Nhung nghiên cứu là cô này thì cần phải thế nào và cô kia phải thế nào, và Nhung đã làm được điều đấy. Nhưng việc Nhung làm được hay không cũng chưa hẳn quyết định được, mà còn rất là nhiều yếu tố từ phía đạo diễn, chỉ Nhung diễn xuất như thế nào là hợp lý. Rồi Nhung cũng tham khảo chung và bàn bạc với đạo diễn, cả hai bên hợp tác rất là vui vẻ đến cho đến ngày hôm nay. Diễn viên Trang Nhung thì đây là bộ phim thứ hai Quốc đóng chung với Trang Nhung, kể từ cái phim đầu tiên là phim Ký Túc Xá cách đây vài năm, thì đây là lần gặp lại, cho nên anh em rất là vui. Và dù sao thì nữa thì cũng có những cái ăn rơ lúc trước rồi, nhiều khi cũng không cần phải nói nhiều, anh em vẫn có thể hiểu được và mình làm được cái gì. Trong phim này gần như Nhung hóa thân thành cả hai vai diễn hay là ba vai diễn đều là những vai rất là đẹp. Và Nhung rất là thích, bởi vì ai mà chẳng muốn lên màn hình mình được đẹp. Mình quay cái medium trước đi, medium slow motion lúc mà có quay lại thôi. And action! Hy
Nhưng bên cạnh đấy có những shot hình là Nhung phải hóa thân thành hồn ma, hóa thân thành người chết rồi, hóa thân thành người bị bỏng như này kia. Mọi người có thể nghĩ rằng Nhung không thích những cái cảnh đấy, nhưng mà thật ra Nhung rất rất thích. Bởi vì Nhung thích được hóa thân và như thế thì để cho mình có một sự khác biệt với những hình ảnh đẹp trong phim của mình. Đã là một diễn viên, Nhung muốn trở thành một diễn viên đa tài đa dạng, tức là có thể diễn được nhiều cảnh, hiền cũng được, ác cũng được, xấu cũng được và đẹp cũng được, hơn là mình bị đóng khung vào một vai diễn nào đấy. Kỳ vọng vào vai diễn này, Nhung cố gắng ở nhà mỗi ngày quay, Nhung phải đọc kỹ kịch bản đấy, Nhung tập trước gương và Nhung cũng ngồi Nhung suy nghĩ xem mình nên diễn thế nào là tốt nhất. Và khi Nhung diễn, Nhung cảm thấy rất tự tin, mình không bị giống như bị gồng hay là bị bó buộc và cả, mà tự nhiên Nhung cảm thấy như là có thể mình thích cái vai diễn này quá nên thành ra nó như nhập vào mình luôn. Vô nữa đi. Con ra đâu, cây này không phải bắt mèo. Đây cây có lá đâu, không phải cây bắt mèo. Gì vậy? Mèo ngứa đâu. Cây này mắc chuột. Bây giờ con ơi con. Con chui ra cái cho lách lút rồi con chui vô con nghe. Cái shot đầu tiên cái phim này là thấy mấy thằng kia đang cầm cái túi đi rồi này. Xong rồi cắt qua cái khối sức của nó, cái mắt của nó đang nhìn cái này xong nó dẫm lên cái gì? Rồi, tập tiếp. 1 2 là tới đúng không? Đúng rồi, nhớ là rồi làm lại nè. Mày đã giết Bella ra. Đó, xong từ từ lấn tới nè. 1 nè, 2 bên. Đúng rồi. Mình cần cái thiệt. Rồi anh Duy cho cái cây tường nó biết thiệt luôn. Nói quy đưa quy giữ nha. Giờ làm chưa? Giờ chưa. Tôi phải tập trên cái gì đó để khỏi làm dơ cái đồ á. Nó dày lên chậm. Rồi thử lại nha. Một tay cầm thôi nha, một tay cầm tay của anh Bảo. Tay em giữ tay đó. Đúng rồi. Cái này. Rồi máy ơi. VF set 2. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Đi đâu. Ok, moving on. Moving on.